Đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉnh địa chỉ IP cho cái cạch mạng của mình ở đây, địa chỉ cục của lớp mạng. Ví dụ như ở đây chúng ta có một 192.168.3.1 submask. Bởi vì cái địa chỉ của module của mình đây là 192.168.3.3. Ở đây thì mình dùng cái Internet Explorer đánh địa chỉ của cái module web server 192.168.3.3. Cái này nó sẽ hiện lên là ok, thì mình cần đăng nhập vào tên user, thì nó chính là cái tên của cái module này, bởi vì mình đang xài mặc định nhớ ghi với cấp lúc in hoa ha, 71 S96. Còn bash thì cũng là viết in hoa, in hoa rồi. Bash của mình là Mitsubishi. Rồi đây cái gì trong web mặc định của web server. Ở đây thì các thầy cô có thể vào trong cái phần test setting. Ở đây mình tạo sẵn cái group test, cái này là test 1. Mình sẽ thêm một vài biến vào đây, ví dụ như là mình sẽ thêm một cái bit, ví dụ như là test world 2 đi chẳng hạn. Mình sẽ chọn là single world ở vùng nhớ D, anh ghi D1 đi, nãy D0 xài rồi. Ở đây mấy thầy cô sẽ có mình thêm một cái D mộng ở đây. Rồi, để mấy thầy cô cài xong thì chúng ta phải update lại để nó lưu trên cái module web server của mình. Ok, nó báo như thế này là update xong. Update xong thì mấy thầy cô làm reset cái module lại, cách là có thể nguồn bật lên như mình này là. Rồi mình tắt nguồn rồi, bật lên. Rồi. Rồi chúng ta sẽ chờ một xíu để cái module nó khởi động lên. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ qua cái phần monitor screen. Rồi ok, nó load nó hơi lâu. Ở đây thì các thầy cô có thể vào cái test data monitor này. Mình phải enable cái Java này lên. Thì cô nào mà chưa có cài Java với enable lên trên cái Internet Explorer thì mình phải có làm cái bước này. Em sẽ cần thời gian để nó load. Không hiện ra rồi ok, ví dụ ở đây mình monitor mình cần quan sát cái đây cái mẫu vào của mình là X40 size monitor. Chúng ta có một cái switch X40 nó đang một, ví dụ mình tắt switch đi nhưng mà không, ở đây thực ra cái ngõ vào mình không có chỉnh nó được, ví dụ như là chúng ta chuyển qua ngõ ra đi Y80. Ở đây thì có hai cái đèn nó đang sáng vô cái chương trình đó. Ví dụ mình sẽ ghi cái bit thứ 8, bit thứ 9, Y89 mình on lên. Yes.
thì cô sẽ thấy là ok, này là bằng một. Bây giờ tại sao mình lấy viết chính thì nó không có trùng với cái một vài cái ngõ ra đang có trong chương trình, ví dụ chỉnh off. Yes. Ok, thì hệ thống trên thực tế thì mình quay cái màn hình ra là các cô sẽ thấy thực tế là cái bit nó đang sáng rồi. Mình qua cái phần test, cái test này thì mấy cái phần ở cái ví dụ thì cô thấy cái phần test được hai ở đây, thì ở đây nó chỉ là monitor thôi. Hoặc là chúng ta có thể qua cái phần test test này, test chẳng hạn, ví dụ mình cần ghi cái word file này cái chỉ là 255. Ok, set. Thì cô thấy là nó sẽ có giá trị là 255. Ok. Ví dụ như là bit, cái bit thứ hai gì đây của mình đó, thì nó là đang là vừa nhớ x 40, mình đang vừa mới bật lên thì nó bằng 1. Thì nói chung là cắt xuống thì nó bằng 0. Và chúng ta có thể ghi giá trị bằng BIOS như vậy. À, đây là cái truyền nhận dữ liệu từ cái con BIOS với cái module web server của mình.